Còn tại Mỹ, Hải quân nước này cho biết lực lượng này sẽ cùng Hải quân Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản chuẩn bị tiến hành tập trận hải quân ba bên, tuy nhiên chưa tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể. Phát biểu trong cuộc họp báo trên tàu sân bay USS Nimitz hiện đang ở cảng Busan, chuẩn đô đốc Christopher Sweeney, chỉ huy nhóm tàu sân bay tấn công số 11, đã thông tin về kế hoạch trên. Tuy nhiên, ông Sweeney chỉ tiết lộ cuộc tập trận sẽ được tiến hành sau khi tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz rời Busan, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này có vai trò rất quan trọng đối với việc phối hợp tác chiến. Theo một số nguồn tin giấu tên, cuộc tập trận có thể được diễn ra vào đầu tuần tới. Tàu sân bay USS Nimitz vừa tới cảng Busan trước đó cùng ngày sau khi lần lượt tiến hành tập trận với lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản ở Thái Bình Dương và biển Hoa Đông trong 4 ngày kéo dài tới ngày 26 tháng 3 và sau đó là với Hải quân Hàn Quốc ngoài khơi đảo Jeju vào ngày hôm qua. USS Nimitz là tàu chỉ huy trong nhóm tàu sân bay tấn công số 11 có khả năng chở theo 70 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay cảnh báo sớm E-2. Cuộc tập trận tới đây diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm các loại vũ khí mới, trong khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn. Hiện Bình Nhưỡng chưa có phản ứng gì trước thông tin về cuộc tập trận nêu trên. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản từng tiến hành tập trận hải quân ba bên với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022.